Có rất nhiều anh em đang yêu thích loa Bose nhưng còn băn khoăn không biết lựa chọn để nghe nhạc chuyên nghiệp hay là để hát karaoke. Bởi vì anh em thấy có rất nhiều những cái quan điểm, có nhiều ý kiến khác nhau. Người thì nói loa Bose để nghe nhạc, người thì nói là loa Bose để hát karaoke. Nhưng mà tại sao loa hát karaoke mà công suất của nó không lên đến vài nghìn oát nhỉ? Và tại sao nếu như loa nghe nhạc chuyên nghiệp thì tại sao lại có thể hát karaoke được nhỉ? Và các bạn thấy có rất nhiều những cái câu hỏi kiểu kiểu như vậy. Thì ngày hôm nay tôi có một vài món hàng vừa về rất độc dị và cũng sẽ nói sâu luôn về những vấn đề như thế này để các bạn cùng tiện theo dõi. Tất cả những yêu cầu về mua sắm hay tư vấn phối ghép các bạn nhớ gọi điện hoặc nhắn tin theo một trong hai số đang hiển thị trên tấm biển. Những bạn có Facebook nhớ dùng tính năng theo dõi để liên tục cập nhật những hoạt động của tôi trên Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ. Các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để lựa chọn những sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp và những sản phẩm karaoke chuyên sâu. Các bạn có nhu cầu về sửa chữa những thiết bị audio hãy gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới. Và đặc biệt các bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh của tôi để liên tục nhận được những video bổ ích mỗi ngày. Các bạn thân mến, có lẽ các bạn đang nhìn thấy ở bên tay phải đó là hình dáng rất quen thuộc của dòng loa Bose rồi. Thì các bạn biết rồi, đó là đầu 9. Đầu 9 thì có một cái hay riêng là cách thiết kế của nó rất là đặc biệt và lát nữa tôi sẽ phân tích sâu và các bạn sẽ nhận ra cái ý nghĩa của cái dòng đầu 9 như thế này. Thì các bạn nhìn thấy đây là hai cặp loa Bose 901 series 3. Dòng này thì các bạn biết rồi, có rất nhiều các dòng series từ 901 trơn cho đến series 3, series 4, series 6 vân vân và vân vân. Nhưng các bạn thấy 901, series 3, series 4 và series 6 là những dòng loa được yêu chuộng nhất bởi vì khả năng trình diễn của nó vô cùng ấn tượng. Thì vậy, dòng này dùng để hát karaoke hay để nghe nhạc chuyên nghiệp thì tôi sẽ minh chứng và các bạn sẽ nhận thấy điều đó ngay. Các bạn thân mến, trước hết nói về hai cặp loa này đã, đó là Bose 901 series 3. Đây là một trong những dòng loa ở đầu 9, có lẽ không cần phải nói nữa rồi. Chất lượng âm thanh của nó đã đạt đến mức độ hoàn mỹ rồi. Tôi nói đến độ hoàn mỹ không phải là hoàn thiện nữa, nó trên cả hoàn thiện, đó là cái sự hoàn mỹ. Và âm thanh của nó vô cùng sống động. Tại sao lại như vậy? Thế các bạn thân mến, tôi sẽ kéo một chiếc e-căng ra và tôi sẽ nói sâu. Sau đó tôi sẽ nói về những con đẩy crown giúp cho các bạn đánh loa Bose, có thể gọi là thuốc độc trị loa Bose. Ở đây thì các bạn nhìn thấy cấu trúc của dòng loa Bose 901 series 3 này có tới 8 loa ở phía mặt trước. Các bạn nhìn, 2, 4, 6, 8 loa ở mặt trước. Đấy. Và sau lưng của nó là có một loa nữa. Đấy, loa đang đậy e-căng. Loa thì đậy e-căng vào rồi. Và hai lỗ thông hơi phía sau. Và nó được dán bằng cái lưới xước như thế này. Các bạn chỉ cần kéo nhẹ thôi. Khi các bạn kéo thì các bạn nhớ là kéo đều tay cả hai phía. Dán lưới xước. Đấy. Thì các bạn thấy một loa ở phía sau và hai lỗ thông hơi. Đấy. Thì đây là một trong những dòng loa mà các bạn nhìn thấy cả cái tem. Có cái tem Bose ở đây. Cho nên khi mà nghe nhạc thì nhiều bạn hay để quay cái mặt này ra phía trước. Và hướng cái mặt nhiều loa này vào phía sau. Đấy. Thế bây giờ tôi nói với các bạn như thế này, đây là một trong những dòng loa nghe nhạc chuyên nghiệp. Xin nhấn mạnh các bạn đây là cặp loa Bose chuyên để nghe nhạc bởi vì cách thiết kế của nó có một cái điều khá đặc biệt bởi vì luôn luôn có một con cốt đi kèm, tức là bộ EQ. Bộ EQ này thì các bạn biết rồi, trong karaoke thì cần gì phải EQ. Chính vì nó thiết kế để nghe nhạc cho nên nó phải có thêm một cái bộ EQ để các bạn có thể chỉnh được bass, treble, mid ở trên này. Thì đây là hai bộ cốt. Một bộ cốt của 901 series 4 và một bộ cốt của 901 series 6 đi kèm với lại cặp này là Bose 901 series 3 và nó được hưởng hai con cốt của 901 series 4 và một con của 901 series 6. Thế các bạn thân mến, nếu nói về cái cách thiết kế của dòng này thì các bạn đã nhận ra rồi. Cái điểm mà chúng ta nhận ra nó là để nghe nhạc chuyên nghiệp nhưng đây lại là dòng có thể hát karaoke được. Và dòng này do cái cấu trúc như tôi vừa nói, nó thiết kế tới 8 cái loa ở mặt trước và một cái loa ở mặt sau cùng với lỗ thông hơi ở hai lỗ thông hơi ở mặt sau và một lỗ thông hơi ở mặt trước nữa. Như vậy các bạn thấy đây là cái cách thiết kế dành cho những người mà thích nghe cái âm hình nhô trước và những người mà thích và có cái cảm giác là cái tiếng trung nó mạnh. Tất nhiên rồi, nhìn qua cấu trúc ta biết ngay dòng này là cái tiếng trung rất là mạnh rồi. Vậy khi nghe nhạc thì âm thanh của nó siêu sắc nét và chép đánh rất hay nhờ có bộ EQ đi kèm này. Đấy. Trước đây thì các bạn thấy cái đồ đánh nó rất là ít nên là nhiều người rất là quan trọng cái EQ này. Nhưng hiện nay âm ly thì cũng rất là phổ biến cho nên nhiều người cũng đã không dùng EQ. Nhưng dùng EQ thì âm thanh sẽ hay hơn rất nhiều. Nó thiết kế để đi theo nhau thì không bao giờ dư thừa. Ở đây thì các bạn nhìn thấy cái cách thiết kế nó hay như thế này này. Ở đây các bạn thấy này, nó thiết kế 4 loa vát về hướng bên tay trái và 4 loa vát hướng sang bên tay phải. Như vậy các bạn sẽ thấy âm thanh của nó bị bẻ và chia đều về hai hướng. Như vậy là các bạn sẽ thấy đứng ở hướng bên này các bạn cũng thấy âm thanh cực kỳ rõ nét vang xa. Và đứng ở mặt bên này thì các bạn cũng thấy âm thanh cực kỳ rõ nét vang xa. Thêm vào một cái loa ở phía sau này. Đấy, một cái hướng âm thanh dội ở phía này. Thì các bạn sẽ thấy đây là cái cách thiết kế Citadel giả lập 3D. Tôi nhắc lại các bạn nhé, đây là cách thiết kế Citadel giả lập 3D. Như vậy các bạn sẽ thấy âm thanh rất là sống động. Đứng ở vị trí nào xung quanh loa, ta cũng nghe thấy âm thanh rất là đầy đặn. Nếu như hướng phần loa, 8 cái loa này về phía trước, thì các bạn sẽ nhận thấy là
âm thanh của nó dội trực tiếp và rất là hay, mạnh mẽ. Còn nếu như các bạn muốn êm ái thì các bạn lại xoay lại, các bạn có thể quay cái mặt kia ra đằng phía trước, chỉ có một loa hướng vào các bạn thôi, và các bạn sẽ thấy tiếng trầm và các bạn thấy ca sĩ lại hát ở phía sau loa, và các bạn sẽ thấy là âm thanh rất là êm, tùy theo cách bố trí. Nhưng đây là một trong dòng loa lại có thể hát karaoke mà không sợ hư loa. Và đặc biệt nếu như dòng này hát karaoke thì bắt buộc các bạn phải có thêm một loa siêu trầm. Đấy, bắt buộc các bạn phải có thêm một chiếc loa siêu trầm Bass 30 xúc điện này, có giá 6 triệu đồng, úp gầm cũng được, đánh ngang cũng được, tùy các bạn. Thì bởi vì là dòng này thì các bạn sẽ thấy nó thiên lời, cho nên khi mà những người hát mà giọng yếu ấy, những người giọng rất là yếu hát vào những dòng này thì các bạn sẽ thấy là giọng của các bạn nổi lên lồng lộng, và cùng với chiếc súp nó sẽ gánh toàn bộ giải trầm. Các bạn sẽ thấy đây là một cách thiết kế và bố trí theo kiểu array. Tôi nhắc lại các bạn nhé, cách thiết kế giống như array. Cái phần loa ấy, loa chung này, loa chép này được bố trí riêng, và cái phần loa siêu trầm sẽ gánh các bạn cái phần giải trầm. Các bạn sẽ thấy âm thanh cực kỳ sắc nét và bóc tách. Đó là một cách chơi mà ít người biết. Và mỗi cặp loa này thì các bạn thấy có mức giá rất là hợp lý, 15 triệu đồng một đôi, cả EQ đi kèm. Giá chỉ 15 triệu đồng một cặp thôi. Các bạn thấy nó tuyệt đẹp, có lẽ cũng không phải bàn luận gì nữa về mặt chất lượng rồi. Chúng tôi sẽ bảo đảm cho các bạn về điều đó. Bây giờ thì các bạn hướng sang bên này, ngày hôm nay thì tôi lại có một vài chiếc đẩy Crown. Các bạn nhìn thấy đây là sản phẩm toàn cầu của Crown nhé, của tập đoàn Hackman đấy. Thì các bạn thấy Hackman sản xuất JB và Crown. Thì các bạn thấy đây là con Crown XTI-2000. Dòng này thì đã quá nổi tiếng rồi. Dòng này nó sử dụng sò sắt, sò đại các bạn nhé, không phải là sò thường nữa. Nó sử dụng sò đại, đấy. Nó sử dụng sò sắt và sò đại. Nó nguyên tem, nguyên bản đến mức độ là còn nguyên cả cái miếng xốp ở phía xa trong này này. Đấy, tránh va đập cái nắp này này. Đấy. Dòng này thì các bạn nhìn thì các bạn biết rồi, nó sử dụng nguồn xung. Đây, nó sử dụng nguồn xung. Và kết hợp với sò sắt cho nên tiếng cực kỳ sáng. Dòng này tiếng rất là sáng. Theo thông số của nhà sản xuất thì đây là một trong những con đẩy mà có thể đánh được từ 2 ohm đến 16 ohm. Nói đánh được 2 ohm thì các bạn biết rồi. Các bạn có thể đánh tới 2 cặp loa vào mà các bạn không sợ nó quá tải về mặt trở kháng. Xuống đến 2 ohm thì thường đặc trưng của những cái đồ Mỹ và đồ Âu thế sẽ có cái giải trở kháng rộng từ 2 đến 16 ohm. Và con đẩy này theo công bố của nhà sản xuất thì nếu ở chế độ 2 ohm nó thổi ra mỗi một kênh là 1000 W, ở chế độ 4 ohm nó thổi ra mỗi một kênh là 800 W, và ở chế độ 8 ohm nó sẽ thổi ra mỗi một kênh là 475 W. Đây là một cái thông số lý tưởng để các bạn có thể đánh những dòng loa full, những dòng loa nằm và đặc biệt là những dòng loa bốt. Bốt mà đánh bằng cover với crown thì âm thanh nó sạch mà nó mềm lắm. Ở đây phía sau các bạn nhìn thấy, đây là một trong sản phẩm toàn cầu đây. Tôi nói là sản phẩm toàn cầu thì nó thể hiện là ngay cái nguồn điện này này. Sản xuất và bán đi khắp nơi trên thế giới, các bạn nhìn thấy luôn. Có thể chạy được nguồn điện 120 của Mỹ cho đến 240V của châu Á, và cái dao động từ kể cả loại 50Hz hay 60Hz ở các quốc gia tư bản hay ở quốc gia nào đó đều có thể sử dụng được. Và các bạn thấy là ở đây thì chúng ta có thể là cho cái công suất tiêu thụ tối đa. Đấy, các chỉ số đều nói lên điều đó. Và các bạn thấy là có cái hệ thống quạt gió. Và quạt gió này sẽ hoạt động mạnh hay yếu phụ thuộc vào cái độ nóng ở trong. Khi hoạt động lâu mà nó nóng thì cái quạt nó sẽ quay mạnh, còn không thì nó sẽ quay vừa vừa thôi. Đấy, cách thiết kế cũng rất là kỹ lưỡng. Đối với lại tín hiệu đi ra loa thì có thể buộc hoặc là sử dụng jack music. Hoặc ở đây thì các bạn thấy đây là tín hiệu nhận từ trên vang đi vào, và nó cũng xuất tín hiệu câm cho một con đẩy khác nữa. Đấy. Một điều khá đặc biệt mà có lẽ là Hackman đã thiên vị, bởi vì nó cho phép chúng ta kết nối với máy tính ở đây, và các bạn có phần mềm, các bạn nó sành một chút thì các bạn nó có thể cài đặt được chế độ đánh cho ấm tiếng, cho sáng tiếng, thêm bass, thêm chép mặc định ở trên con đẩy này. Và các bạn nhìn ở phía trước này này, nó có một cái màn hình LCD, một cái màn hình giúp cho các bạn có thể thấy được tất cả các tình trạng hoạt động, và nó có một cái chế độ mặc định sẵn cài đặt riêng cho dòng loa JBL. Bởi vì hãng Hackman thì sản xuất đẩy Crown và loa JBL thì đương nhiên rồi, ngoài việc mà đánh cho các hãng khác, loa của hãng khác thì nó có một cái chế độ riêng dành cho loa JBL. Các bạn cứ cài và các bạn đánh sẽ thấy âm thanh của nó rất là hay khi chúng ta đánh những dòng loa JB. Và những con đẩy này thì trên thị trường hiện nay anh em bán với nhiều mức giá khác nhau, với nhiều tình trạng khác nhau, với cái tình trạng đẹp long lanh cành chanh cành đào như thế này thì giá 13 triệu đồng một chiếc. Đấy, các bạn nhìn thấy rất là rõ nguyên bản. Tôi nhắc lại nhé, khi các bạn sử dụng con này đánh vào cái dòng bốt, ví dụ như các bạn đánh bốt 601 series 3 chẳng hạn, thì công suất chịu đựng của bốt 601 series 3 là ở mức là 360W, trong khi con đẩy này có công suất cực đại ở chế độ 8 ohm là 475W một kênh. Như vậy các bạn đánh loa bốt không sợ nó chết, và các bạn có thể kết hợp thêm một cặp loa bốt 301 series 3 hay là cặp loa bốt 901 series 3 như thế này. Hay các bạn có thể đánh vào BMB, các bạn có thể đánh những cái dòng loa full của JB, của PV, của Vega, đấy, JB, JBL, đây này, JBL này. TR125 này sản xuất tại Mỹ, Bass 40 này.
đánh cũng rất là xịn sò. Đặc biệt là rất nhiều bác thích dùng đẩy crowd để đánh vào loa JB và đánh những dòng loa bốt. Đánh loa bốt vào crowd thì tiếng nó êm, nó mượt và tiếng bass nó xuống rất là trầm, sâu. Tôi nhắc lại nhé, những con đẩy crowd này thì có XTI-2000 này, thì có giá 13 triệu đồng một chiếc. Ở bên này thì các bạn nhìn sang đây tôi có một chiếc, đó là XLS-2000. Con đẩy này cũng sử dụng nguồn xung và các bạn thấy đây là một trong những con đẩy mà rất nhiều anh em yêu thích bởi cách thiết kế của nó tối giản và đem lại cái chất lượng chủ yếu tập trung vào cái chất lượng của âm thanh thôi. Và các bạn thấy con đẩy này thì có cái công suất mỗi một kênh thổi ra là xấp xỉ 400W. Như vậy các bạn có thể đánh vào những dòng loa bốt tiếng rất là êm, đánh vào bốt 501C4, 301C3, đánh vào những cặp BMB 450, 850 hay những dòng loa full bass 25, bass 30, vân vân. Còn đối với con đẩy này thì có thể đánh được cả bass 40, nhưng dòng này con này thì các bạn có thể đánh cả bass 30 này, đấy, những dòng loa full, loa nằm đều được. Và con này thì có giá 12 triệu đồng, đó là XLS-2000. Hướng sang bên này thì các bạn thấy tôi cũng về thêm được một chiếc Denon đẹp quá thì bày ra đây quay luôn. Đó là Denon 890D. Các bạn thấy những dòng 890D thì thường thường nó tích hợp cả một cái bộ giải mã như các bạn đã biết rồi. Nhưng hiện nay thì các bạn thấy trên thị trường hiện nay thì những cái dòng vang để hát karaoke thì nó đã tích hợp sẵn cả giải mã rồi. Cho nên nhiều khi chúng ta chỉ cần sử dụng giải mã của vang là được rồi để kết hợp từ TV thông minh xuống. Nhưng các bạn thấy là những năm gần đây thì âm ly Denon trở nên hồi sinh bởi vì là cái dòng nhạc YouTube ấy, với lại TV thông minh ấy, thì thường thường là nó lại rất là hợp với những dòng âm ly Denon. Và Denon thì đánh rất là dễ dàng phối ghép với các dòng loa, kể cả loa hiện đại cho những dòng loa cổ, kể cả những dòng Vega, Infinity, rồi những dòng Onkyo hay là những cái dòng loa Diatone vân vân. Nó đánh rất là hay, đặc biệt là đánh những loa bốt thì tiếng rất là căng chắc. Và con âm ly này thì có giá 15 triệu đồng, đó là Denon 890D. Các bạn thân mến, có rất là nhiều điều nữa muốn lan man. Tuy nhiên thì cái dung lượng video clip cũng đã khoảng 10 phút rồi và tôi sẽ dừng video clip này ở đây. Và các bạn nhớ đón xem bản test của tôi khi tôi test cái dòng đẩy crowd đánh vào loa bốt và JB để cho các bạn tham khảo. Các bạn nhớ là những dòng đẩy thì trở kháng xuống đến 2 ohm cho nên các bạn không phải lo là chúng ta ghép mấy cặp, mấy ohm có hợp nhau hay không thì các bạn không phải băn khoăn về điều đó nữa các bạn nhé. Và tôi sẽ dừng video clip này ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt.